Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay sẽ không phải là một video chơi game như bình thường. Ngày hôm nay sẽ là một clip mình muốn gửi gắm cái tâm trạng của mình vào trong clip này, cũng như là muốn chia sẻ với anh em. Hiện tại thì kênh YouTube của mình đến ngày hôm nay lại bị tắt kiếm tiền mọi người ạ. Không dưng gì trong thời gian qua kênh YouTube của mình xảy ra rất là nhiều những cái sự biến cố. Trong 3 tháng vừa qua thì kênh YouTube của mình dần bị mất đề xuất và cái lượng người xem nó ngày càng ít đi. Lý do mà anh em hỏi tại sao là tại sao anh ơi, kênh của anh dạo này ít người xem thế? Bởi vì là hiện tại thì game Free Fire có rất nhiều người làm, rất nhiều những cái idol mới nổi lên và hầu như là các bạn đã quên tên mình rồi. Nên là hiện tại thì chỉ còn một số những cái bạn mà theo dõi mình từ đầu, theo dõi mình từ 2 năm về trước, vào cái quãng thời gian mình mới bắt đầu làm game Free Fire. Cái quãng thời gian đó thật sự là khó khăn. Khi mình chỉ là một thằng sinh viên, mình mới lên thành phố đi học đại học anh em ạ. Rồi là mình tìm được cái niềm cảm hứng từ game Free Fire. Vào cái lúc đấy thì mình làm YouTube chỉ có một cái điện thoại Xiaomi Mi 4. Giá của nó thì tầm khoảng 1 triệu 2 thôi anh em ơi. Cũng như là đi học đại học thì được bố mẹ mua cho được một cái con laptop cùi cùi. Cũng có thứ để edit, cũng có thứ để làm video cho anh em. Thì cái quãng thời gian đó rất nhiều ủng hộ mình, động viên rằng là anh ơi cố lên, anh ơi rằng anh hãy làm đi rồi sẽ có người xem. Anh ơi, anh làm những nội dung thế này, anh làm những nội dung thế kia đi. Và mình cũng nghe theo lời mọi người. Và rồi mình không nghĩ rằng là kênh của mình có thể đạt lên đến đó là 1 triệu 6 người đăng ký. Nhưng mà rồi thì kênh của mình dần mất đề xuất và hiện tại thì không thể kiếm tiền được từ YouTube anh em ạ. 3 tháng qua thì kênh YouTube của mình mất đề xuất và phải nói là cái lượng xem giảm đi cực kỳ nhiều luôn anh em ơi. Nhưng mình vẫn không ngừng cố gắng, vẫn làm những nội dung chất lượng, những video hay ho để cho anh em xem. Đến hôm nay bị tắt kiếm tiền, mình không hiểu là lý do tại sao nữa. Có lẽ như là một số bạn nói mình là ừ anh hết thời rồi, hoặc là anh đừng làm YouTube nữa, chẳng ai xem đâu các thứ. Hôm nay thì mình làm video này có thể là nhiều người đồng cảm với mình, nhưng mà cái mặt khác thì nhiều người ghét mình, họ muốn mình như vậy. Thật sự là họ sẽ rất là vui khi mà nhìn thấy mình như thế này anh em ạ. Mình hôm nay mình thật sự mình buồn. Cái nỗi buồn thì mình không thể diễn tả cho anh em được rằng là nó buồn như thế nào nữa. Một quãng thời gian dài 2 năm gắn bó với YouTube, 2 năm gắn bó với mọi người, 2 năm gắn bó với game Free Fire. Có lẽ rằng thì cái thời gian sắp tới mình không có nhiều thời gian để chơi game Free Fire, làm clip, làm video cho anh em xem nữa. Đơn giản là khi không làm YouTube nữa thì mình sẽ không có tiền. Mình sẽ không có tiền để ăn, để uống, để sinh hoạt, để trang trải cho cuộc sống này. Thì làm sao mà có thể làm video YouTube cho anh em được. Có lẽ là thời gian tới thì mình sẽ ra ngoài đường. Mình sẽ dành cái số tiền mình tiết kiệm. Mình sẽ mua một chiếc xe máy cũ và mình chạy Grab anh em ạ. Cuộc sống mà. Bông hoa nở rồi cũng đến lúc lụi tàn mà thôi mọi người ạ. Phải nói là trong cái quãng thời gian qua mình cảm ơn tất cả mọi người đã xem video để ủng hộ cho mình luôn. Và có thể là đây là clip cuối cùng của mình đăng trên kênh Sĩ Kẹo này. Vì thế nên là anh em hãy cố gắng, anh em xem hết clip, xem hết cái video này. Cũng như là các bạn có thể là like, các bạn chia sẻ video này để tiếp thêm cái niềm động lực cho mình được không ạ? Hôm nay thì hiện tại mình đã đăng ký tài khoản ở Grab rồi anh em ơi. Đăng ký để trở thành đối tác của Grab rồi anh em ơi. Thì sẽ ra ngoài, mình chạy Grab để kiếm tiền, để trang trải trong cái cuộc sống khó khăn này. Nếu như mà tất cả các bạn yêu quý mình, đừng quên là các bạn có thể là chia sẻ video này nhá. Chia sẻ video này đến mọi người. Chia sẻ những cái nội dung hay trên kênh của mình đến với mọi người. Mình cũng đang kháng cáo rồi. Kháng cáo mong rằng là YouTube thì nó sẽ bật lại kiếm tiền cho kênh của mình. Đơn giản là mình không làm bất cứ những cái nội dung lừa đảo gì cả. Mình không làm bất cứ những cái nội dung gọi là sai trái pháp luật hay là về vi phạm quyền trẻ em hay là bất cứ một cái gì cả.
Thật sự là YouTube tắt kiếm tiền trên kênh của mình lần này không phải là một lần đầu tiên và cũng đã rất là nhiều lần mình thất vọng vì cái điều này rồi. Hiện tại thì mình không còn bất cứ nguồn thu nhập nào cả. Hôm nay sẽ ra đường, sẽ chạy Grab, sẽ kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Và mình nghĩ là mình không nghĩ là mình sẽ bỏ YouTube đâu anh em ơi. Mình sẽ chạy Grab, mình kiếm tiền, mình nuôi cái đam mê này. Mình vẫn sẽ làm video cho anh em xem. Nhưng có lẽ là số lượng video nó sẽ ít đi anh em ạ. Đơn giản là những clip thì hiện tại gần đây rất là ít view và những cái đồng tiền ít ỏi từ YouTube bây giờ đã không còn nữa rồi. Sẽ phải tập trung vào công việc chính. Các bạn có thể gọi mình là chú xe ôm. Mình cũng vui vẻ thôi. Không vấn đề gì cả. Mà biết đâu được đấy rằng là anh em ở ngoài đường kia, anh em lại book chuyến Grab của mình thì sao nhở? Có lẽ như là sẽ rất là vui khi mà thấy các bạn vẫn là fan của mình. Hôm nay bao nhiêu bạn đang xem trên kênh của mình trong tổng số 1 triệu 6 người đăng ký, các bạn comment ngay bên dưới video nhé. Mình xem là có bao nhiêu người thật sự trong 1 triệu 6 đấy. Hay là anh em đã quên cái tên tuổi của mình rồi, anh em không còn biết đến Sĩ Kẹo là ai nữa vậy. Cuộc sống mà anh em thì không phải lúc nào cũng được như ý muốn mình phải không nào. Cái quãng thời gian qua mình rất là vui khi mình làm YouTube và mình chia sẻ được cho anh em nhiều thứ, chia sẻ được những cái kiến thức về game, rồi là anh em quý mình như thế nào mình đều hiểu hết. Hôm nay thì mình gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đang xem video trên kênh của mình nha. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng với mình trong một cái quãng thời gian rất là dài luôn anh em ơi. Thời gian này thì chắc chắn là sẽ không thể ra nhiều video cho anh em xem được. Và xin lỗi anh em vì điều này. Xin lỗi anh em vì vẫn còn có những fan trung thành, các bạn luôn mong ngóng những video chơi game từ mình. Mình biết là fan của mình có rất nhiều anh em là học sinh thì các bạn chơi game một cách nó điều độ thôi nhá. Và anh em hãy tập trung vào cái công việc học anh em ạ. Như tôi bây giờ đây thì học hành thì không tới nơi, thế nên là rất là buồn. Và có lẽ là hãy gọi mình là chú xe ôm. Anh em ạ, hãy gọi mình là chú xe ôm. Không phải là chú Sĩ Kẹo, không phải là một cái tên nghệ danh nào đấy anh em ạ. Mình chỉ là chú xe ôm thôi, một anh Grab thôi. Hiện tại thì mình đang livestream trên Facebook nha anh em ơi. Tức là dành cái thời gian rảnh rỗi của mình buổi tối để livestream trên Facebook nha mọi người. Mình chỉ chạy Grab ban ngày thôi. Tối thì vẫn tranh thủ livestream để chia sẻ, để kể cho anh em nghe những câu chuyện về cuộc sống, để kể cho anh em nghe những cái niềm vui trong công việc của mình. Nếu như mà anh em muốn theo dõi những cái buổi livestream của mình thì anh em có thể là lên Facebook tìm kiếm với từ khóa đó là Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Cái page 62.000 người thích đó mọi người. Rồi nha, cảm ơn tất cả các bạn nha. Mình không biết là phải cảm ơn anh em như nào, cảm ơn tất cả những fan chân chính của mình như thế nào anh em ơi. Hôm nay mình rất là buồn khi mà không có video game cho anh em, mà chỉ là một cái clip tâm sự thế này thôi anh em ơi. Không phải rằng là mình làm video này để kể lể, để câu view, mà tất cả đều là sự thật cả, những cái chia sẻ thật của Kẹo đến với anh em. YouTube, nó kiểu như là nó không cho mình cái con đường sống cuối cùng khi mà đã tắt kiếm tiền trên kênh của mình. Cả đêm hôm qua mình không ngủ, mình suy nghĩ về fan, mình suy nghĩ về những người yêu quý mình, về cái hành trình YouTube của mình đã cố gắng như thế nào để có được đến tận bây giờ 1 triệu 6 người đăng ký. Nhưng 1 triệu 6 người đăng ký đấy còn lại bao nhiêu anh em? Anh em có thể là comment ngay bên dưới video này để cho Kẹo biết được không ạ? Thật sự là mình buồn rất là nhiều luôn, mình không muốn phải làm video như thế này. Nhưng đây sẽ là một video thông báo đến với mọi người là mình không thể làm video đều đặn trên YouTube được nữa, mà sẽ phải làm cái công việc chính của mình, đó là chạy xe ôm ngoài đường. Hiện tại thì mình vẫn sẽ cố gắng, đó là mình livestream ở trên page Sĩ Kẹo trên Facebook nha mọi người ơi. Thì nếu như mà có nhiều người xem thì mình sẽ nhận được những đồng lương từ Facebook anh em ạ. Và lúc đấy thì có thể là quay trở lại làm video đều đặn với anh em được. Thì nếu như mà anh em yêu quý mình, anh em thích những cái video của mình thì các bạn có thể là theo dõi cái page Sĩ Kẹo của mình, theo dõi những buổi livestream vào mỗi tối của mình nha anh em ơi.
cũng như là anh em có thể là like, anh em chia sẻ video này để tiếp cận được nhiều người hơn nữa, để YouTube biết rằng là YouTube tắt kiếm tiền kênh của mình là sai anh em ạ. Mình không làm bất cứ một cái điều gì vi phạm bản quyền hay là gì đó cả anh em. Và lời cuối trong cái video này, Kẹo xin chúc anh em đó là chúc các bạn một ngày học tập và làm việc hiệu quả nha anh em ơi. Và mong rằng là những fan chân chính của mình vẫn sẽ tiếp tục theo dõi của mình trên cái page Sĩ Kẹo ở trên Facebook nha anh em ơi. Mọi người đừng quên mình nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau đến đây thôi nhở. Và bây giờ thì mình sẽ phải thay đồ đồng phục Grab thôi anh em ơi. Sẽ ra ngoài và chạy xe ôm mọi người ơi. Giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em sau nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành nhá.